because I can let them know to have everything ready. Okay. About just a 15 minute. Okay. Uh huh. 火锅啊。 You too. Oh. Hi, teacher. Hi, sister. Hi, brother. Okay. I was waiting for them to move. We're going to go in another room, so if you don't mind. Yeah. You want some coffee? Yeah. No, thank you, thank you. Okay. Yeah, I don't know. I have to drink coffee. You want some coffee? No, thank you. Oh, okay. But yes, every single time I see more shame. Please. It's okay. I understand. Yeah, we can wait, okay. Yeah, it's just... They're just finishing up their funeral. Oh, are you? Oh, on Christmas Day? Yeah. She had to spend Christmas with her children. Yeah. Great grands too. Oh, come on, let's go. I'm going to need your flight information. Yes. Yeah, because the flight ticket only issue when we check it. Correct. I need the itinerary so we can send that with their, because they need to know who's taking her. Yeah, yeah. Okay, so when you get a chance, like, I'll be here Saturday. If you want to bring it, you can, or whenever. Saturday, how about tomorrow? Yeah, I'll be here tomorrow. We close at 1 o'clock. 1 o'clock. In the morning? The morning is fine. In the morning? Yes, that'll be I'm fine. Here, I guess. Okay, if you can get that to me, that would be great, because I need to get things started. Yeah. Okay? Yeah. Tomorrow morning, I'm free. Yeah, that's fine. If you... Up here. No more down there. Yeah, no more down. Only deal would be up here. Okay? I just happened to hear something. Beautiful friend of hers saw them in life. She dreamed of her. Did she? Yeah. I believe in dreams. You know, she came to my house. I'm very tired. I lie down one side like that, and she turned around. She seen, she saw Phương, and she beautiful. She like teenager. And wow. She turned back. She wake me up. Oh, Phương not die yet. Phương not die yet. And she goes. She is. Yeah. Look, she is. Very proud. But and, her and spirit. White. Thank you. Yeah. Oh, that's beautiful. Yeah. Yeah. She said, look her like teenage. Wow. Look beautiful. That's wonderful. Yeah. That really is our plan. And also, I go with her in Vietnam. You're going to? Mm-hmm. Wow. She wants to see her back to the family. Nice. Does she have a problem with her hair?
Oh, yeah. You have a brother? Yeah. I have two brothers. Oh, okay. That's lovely. That's very nice. Yeah. Okay. Okay, so you may take her. Yeah. And I will work on the paperwork. Yeah. And the last certificate? They're not here yet. They're not here yet. Yes, but as soon as they... When you have yourself, give me a call. Yes. Then I come back. Then you will come here. Yeah. Always. Always. Now, always. I'll be a forget. You know how many. Thank you. Yeah. I know. Yeah. No. Already, yes. I remember. My husband is a palm nursery in the Main Street, 2009. Oh, that's the brother. Yes. Yeah. Oh, okay, I see. Yours was the service like that. Oh, they make beautiful. When they make it, I feel like they share with me and they everything. Yes. And I'm very happy. In the film, my brother going to make him for my wife. That's your image, your beautiful image is a thing. Oh, thank you. I guess. Hey! Yeah, I'm always happy to see nice people and good people like you. Oh. So I have to tell you that I'm happy to know you. Thank you. Sit here. It was a pleasure. And listen, don't feel that way. It's okay. You're hurting. But we do love you here. That's how we serve you, okay? Mm-hmm. So, if I've done anything wrong, I do. Everything went very well. Yes, yeah. And I didn't understand what you were saying when you were sharing with the audience, but I can tell it was heartfelt. Yeah. Because you were getting a little emotional and stuff, but what did you say? Yes, yeah. Oh, no. What? No, was that? You know who you're talking about. I know you kissed the ground, you bowed, and I didn't understand. You know who you're talking about. I just remind my wife. You know that yourself, I've seen that the beginning of this year, I felt something. So many times I talked to my wife, Yosata, about the time, when the time comes, someone will be for another. And Yosata, I remember a poem, Vietnamese poem, long time ago, Yosata, about three centuries ago, one general in the empire, and then when his wife passed away, he made a poem. Oh, he had written a poem. And he kind of cried out for the Lord. And then I talked with my wife about that poem many times, and I wish I could do better than that channel. And now God gave me chance giving my wife better than that channel. But I still feel not enough. And Yosata, in our culture, Yosata, just the way to thank deeply at the bar. Oh, gotcha. At the bar. Okay. Yosata, when parents pass away, we bow at that. Okay. And that way, the most serious way to show ourselves the gratitude. Asking for forgiveness and asking for accept the gratitude for my and that. And I think she's my guardian angel. And
No matter how much I do, never, never get me back. I always, always, forever in debt. I can never be like what she is. So, that's it. Last couple, 15 years. Wow. Please accept my gratitude. Oh my God. Oh, I don't know. I got skeletons in the closet. Thank you very much. You're very welcome. God bless you. Merry Christmas. Go home, honey. Go home. Yeah, very good. Same to you. I'm going to escort you out. I've never seen a husband in such a Hai ơi, chân tròn quá em ơi, chân đẹp quá. Cô nhìn thấy từ hồi nãy là hai bộ rồng hay sao mà chân tròn thế? Chưa, mới có 14, 13 ngày mà sao nó đây cho ôm em gái. Thái mấy quả gấp là tôi cắt được 4 quả nó có hình đó, thành ra tôi cắt 4 quả tôi đưa vào, tôi bỏ vào cái túi. Rồi bây giờ lại. Viếng Đức Mẹ về trong cái giờ đó mình theo những cái nắm cho của mình về viếng Đức Mẹ, mình chào Đức Mẹ, tạ ơn Mẹ tất cả những cái sự tốt lành Mẹ ban cho chúng ta. Chờ chiều anh rồi đọc 10 kinh. Cắm vào cái bình ấy đó cho anh, cắm vào cái bình hoa đó, à. Đó rồi. Rồi. Đấy. Được rồi, 10 phút rồi. Có lấy cái ghế. Thôi được rồi, không được rồi. Cả đám đứng đây mà. Nên cha và con và thánh thần. Amen. Lạy Cha chúng con là trên trời, chúng con kính danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ để, Đức Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ nợ lại chúng con. Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ra. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, gọi cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria,
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con cũng đã hơn mọi ngày được và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin Chúa chúng con cho khỏi xa hoa đồ, xin cho các linh hồn thiên tài những lành xin cho linh hồn Maria được đến chỗ nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các đàn linh hồn được đến chỗ nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng sáng vui vẻ vô cùng. Amen. Mẹ ơi, chúng con tạ ơn mẹ. Cho chúng con biết sống đẹp lòng mẹ như người em này của chúng con. Phương ơi, bây giờ mình đi thăm lại cái ngôi vườn một chút. Ok, thăm lại ngôi vườn một chút, mình yêu thương nó. Đấy, đang rất là đây. Cứ làm là vừa làm vừa à. Vừa khen, vừa làm vừa khen. Đang rất đây làm sao và sau này nó sẽ có hoa có trái cho nó tốt đẹp à, cho mọi người vui. Đấy, rồi còn mấy quả cất thì chịu ăn thu hoạch rồi, rồi mà vào mà rấm thì may ra thì có nó có chín được chút, có xôi. Xôi rồi, à, xôi nha. Mới lấy 4 quả tròn em ạ, còn 2 quả dài thì còn kia. Ok. Bây giờ mình đi vào bàn thờ trong nhà. Ok, rồi từ giã.
nơi chốn này, căn nhà này. Đã có lần trong cái cuộc đời này mình đến đây, mình vui ở đây, tình chị em. Không, chỉ có không đặt cái bàn chân lên cái đất này thôi, chứ còn linh hồn của nó vẫn ở đây. Ờ, thì nó vẫn ở đây. Vẫn ở đây, chỉ có cái điều đó là cái điều mà hoàn toàn chắc chắn. Chứ còn cái linh hồn nó vẫn ở cái chỗ này. Điều nó đi còn nhanh hơn máy bay nữa anh sao. Rồi, đi vào trong nhà, mình đọc kinh một chút nữa chứ. Ok, bên trên kia được. Để cái chỗ này cho nó, cái chỗ này, cái đèn này đây cho nó. Ba ông anh rể nghe không? Đó. Ok, mình đọc kinh gia đình em nhé. Cho nên cha bà con và thánh thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con quỳ lạy Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, Đức Cha thể hiện trên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sanh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cả vinh danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Maria đoan phương được lên chốn nghỉ ngơi, xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng ban vui vẻ vô cùng. Amen. Xin cha và con và thánh thần. Bây giờ em về bên nhà ha, chị về theo sau em nhé. Dạ. Nó phải hát rồi, xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trên nước trời.
hẹn nhau trên nước trời. Điều nhà, vòng nhà, nhà cứ... Bấm cái xe hả? Không, à, họ được phải bấm không? Không cần. Ừ. Đấy. Hình hai đứa mình vẫn là đó nha, nha, nha. Đó. Rồi. Đấy. Lên đưa lên trên kia chứ. Đưa lên trên. Đấy. Thấy không? Đây, bình hoa này của Tường Vi với lại Oánh tặng em đó. Quá trời, cái hoa này đẹp quá. Có phải tề phải cắt gì không hay là không, nó mỗi một cái hoa nó cắm trong một cái cái ô. Sướng nha, bây giờ ngồi vệ ở trên này này. Bế vệ. Hai bên bố mẹ này. Đấy. Được bố mẹ hai bên. Vệ. Rồi, được. Đấy. Cái mẫu thánh giá này mình để cho đứng lên đi. Đấy. Không có, không có ngồi sau này chuối ngắm gà quả thân. Bây giờ ngắm thằng chồng.